Rồi chúng ta sẽ tạo một cái lớp 8 đi ha. New lớp 8 00 PS 17300 bình lớp 8 trong phần Java. Rồi lớp 8. Rồi bây giờ ROM nó lớn được rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái hàm. Như vậy ở bên này thầy có thể tạo thêm một cái class mới. Class mới thầy để là function đi. Function. Finish. Đó, function finish. Tức là tất cả những cái hàm mình để bên này. Hàm thứ nhất đối với lab 8.1 mình viết là cái gì? Viết là một phương thức dùng để tính tổng của nhiều số. Người ta đã giới thiệu cho mình ở đây. Tính tổng nhiều số. Cái này là hàm công cộng tỉnh. Và cái final này nó là hằng. Rồi. Và mình viết cái gì ở đây? Viết cái gì? Hàm này chúng ta sẽ xem thử nào. Double sum. À đúng rồi, nó chưa có kết quả trả về. Bây giờ chúng ta return cái đi thì coi nó có lỗi không. Rồi lỗi 1 2 3. Rồi ok, như vậy ba cái dấu chấm kia mình copy vô là nó không cho, cho nên mình phải xóa chấm đi, mình chấm lại. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm gì ở đây? Tính tổng. Vậy thì kiểu của nó là kiểu double thì mình lại khai báo kiểu double vậy thôi. Một cái biến x, một biến a nào đó chấm phẩy. Còn nếu biến a biến tổng đi t bằng 0, bởi vì mình là tính sum mà, tính tổng mà. Chỗ này mình sẽ làm gì? For for double một cái biến a hai chấm gì x, tức là duyệt trong cái dãy dãy x, được không? Duyệt trong dãy x tổng bằng gì mấy em? À, tổng cộng bằng bằng gì? Bằng a, bởi vì mình dùng cái a đó mình duyệt mãn mà. Tổng cộng bằng a và mình return gì? Return tổng, return t. Như vậy đã có được hàm sum rồi, được không? Bây giờ mình xây dựng một cái hàm. Cái này là bài 1 á. Bài 1 mình đã làm cái hàm sum rồi. Bây giờ qua đây mình sẽ khai báo một cái biến là function. Đó, function. Fn bằng new function chấm phẩy fn chấm sum 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 một chấm double nó khó chịu lắm nha, một chấm rồi 5.0, muốn gõ số 5 là không được đâu đó. Rồi đó, nó sẽ cộng như vậy. Nhưng mà nó cộng như vậy xong á, nếu mà bạn chạy chương trình thì bạn có thấy gì không? Mình có thấy kết quả không?
bởi vì cái này là hàm trả về, chứ cái hàm này nó không hề xuất gì hết, cái này nó đâu có xuất gì đâu, nó tính xong nó trả về ở đây mà, cho nên mình không thấy. Mình muốn thấy mình phải làm cái gì? Này, dùng hàm xuất để xuất nó ra. Dùng hàm xuất để xuất cái này ra. Dùng hàm xuất để xuất ra. Đó. Mình tính thử tổng của 2.4 cộng 5 cộng 8.9 bằng mấy? Cộng bằng 10, 16.3. Đúng không? 5, 8, 13, 16. Rồi ok, 16.3. Mình viết tổng. Cái này là thầy viết thêm một cái class mới để cho các bạn quen với chuyện là mình xây dựng một cái class của riêng mình. Rồi mình viết các cái hàm bên trong đó, bên phương thức bên trong đó. Rồi mình khai thác. Còn hồi nãy mà thầy làm ví dụ demo đó cho các bạn đó, thì thầy viết ở đâu? Thầy viết trực tiếp cái hàm này trong cái class chính luôn. Rồi phía bên trên này thầy gọi, thì thầy gọi trực tiếp, không có cái gì chấm hết. Ví dụ như chỗ này là tổng 2 thì cứ gọi tổng 2 thôi, không có cái gì chấm hết, không có nước mắm nước tương gì hết, được không? Như vậy có lúc thì thầy gọi tổng 2 thôi, mà có lúc á thì thầy gọi là gì, có lúc thì thầy lại gọi là fn. Vậy mình phải biết tại sao nha. Có ai thắc mắc gì chỗ này không? Có không? Tại vì bên này cố tình thầy sẽ đưa tất cả những cái hàm gì mà mình viết vào một cái class riêng. Thì mình muốn sử dụng được các cái hàm này nè, hàm sum này nè, cái phương thức này nè. Thì bên cái class chính mình sẽ khai báo một cái biến mà sử dụng cái class function của thầy đó. Sử dụng cái class function của thầy đó. Làm. Khi mà mình đổi nè thì các bạn sẽ bấm vô đây chọn rename file luôn nha. Nó tự đổi cho mình luôn. Được không? Hiểu được cái chỗ này mình viết class, mình viết phương thức cho nó, rồi mình sử dụng phương thức bên này. Thì thay vì mình viết trực tiếp thì mình viết làm sao? Nếu bạn viết trực tiếp thì các bạn chỉ cần copy cái đoạn này. Làm sao đây? Hả? Dán vô đâu? Dán vô dưới hàm main này nè. Dưới hàm main nè. Dưới hàm main nha. Dán cái đó vô đây. Thì chỗ này mình không cần gọi nữa. Mình gọi trực tiếp. Được không? Hiểu không? Hiểu không? Ví dụ như là thầy ghi chỗ này là sum 2 đi. Thì sum 2, cái này là mình viết trực tiếp nè. Thì mình gọi mình không có gì chấm hết. Nhưng mà nếu mà thầy muốn gom tất cả những cái phương thức của thầy viết vào một cái class chung để làm gì? Để khi thầy muốn chuyển cho các bạn xài thì thầy chỉ cần chuyển cái class này là được rồi. Chuyển cái file Java này cho các bạn là ok rồi, tất cả các hàm của thầy nó nằm bên trong hết. Nhanh hơn không? Chú ý ha, tùy theo cách mình sử dụng. Như vậy thì chúng ta có thể là viết riêng ra. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ gọi function.sum. Được không? Mà nhìn cái mặt thấy ngay có gì ta? Hả? Rồi tiếp tục chúng ta viết một cái khác là mini. Chúng ta viết cái min. Chỗ này là min. Min. Vậy thì chỗ này m đi. M khởi tạo nó sẽ bằng gì mấy em? Bằng gì? Cái cách tính min. Cách cách mà duyệt để mà kiểm tra là cái nào là nhỏ nhất mình làm sao? Min bằng
phần tử đầu tiên, đúng rồi. Vậy phần tử đầu tiên ở đây là cái mảng của mình là cái nào đâu? Cái mảng mà mình đang nói là cái nào đâu? Hoặc là cái danh sách mình đang nói là cái nào đâu? Hả? Là ít. Không, đây là phần tử đầu tiên. M là min bằng phần tử đầu tiên. Rồi mình FOREX cũng được. FOREX cũng được, tức là nó sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Phần tử đầu tiên bằng phần tử đầu tiên. Nó phí một lần. Nhưng mà thôi kệ, mình FOREX cũng được ha. Nghĩa là gì? Nghĩa là giả sử cái mảng của mình là 3 5 4 7 8. Mình gán min bằng gì? Min bằng 3. Giờ bây giờ mình lấy 3 này nè. Mình kiểm tra với 3. 3 với 3 nhỏ hơn không? Không. Thì min vẫn bằng 3. 3 với 5 nhỏ hơn không? À, chỗ này nếu vậy thì nó nhỏ rồi, 8 đi. 8 8 8 6 đi. 6. Chỗ này min bằng 6. 6 so với 6 bằng nhau không đổi. 6 so với 5. Vậy min bằng 6 đúng không? Sai, đổi thành 5. 5 so với 4. À sai, là min bằng 4. 4 so với 7. Min đúng. 4 so với 8. Đúng. Như vậy thì ở chỗ này, trong trường hợp này thì chỉ có là 6 so với 6 này nó phí đi. Bởi vì chúng ta biết trước phần tử đầu tiên là 6. Và chúng ta lấy ra ngoài rồi, chúng ta làm nó là min rồi, mà so sánh lại lần nữa là nó phí. Nhưng mà mình viết FOREX thì nó nhanh hơn. Đó, thầy sẽ ví dụ cho các bạn viết FOREX và viết FOR thường nó khác nhau gì. Rồi chỗ này mình sẽ kiểm tra, nếu nếu như mà min mà lớn hơn a, nếu min mà lớn hơn a thì làm gì? Thì min bằng bằng a. À, nếu min lớn hơn a thì min bằng a và return min. Vậy thôi. Nếu min lớn hơn a thì min bằng a và return min. Kịp chỗ này không? Ai không kịp giơ tay. Hai bạn nữ kịp không? Hả? Không kịp nói nha. Không, im lặng nha. Chạy thử nè. Qua đây mình chạy thử nè. Rồi cũng mấy số này luôn. Nhưng mà mình không gọi sum nữa. Mà mình gọi gì? Min, thử xem thử nó in ra gì. 2.4, chỗ này là 6.4 đi. 6.4, 5.0, 8.9. À, chỗ này min mới đúng chứ. Lỗi gì đây? Min 6.4. Rồi, lý do hai phương thức cùng định nghĩa là final. Mình bỏ này đi. Hai phương thức cùng định nghĩa final. Rồi, thử xem sao nhé. Chấm min, ủa sao nó không ra? FN function chấm
mới chạy được mà, lý do gì? Sum min function.min return min x không for x rồi nếu min như thế này ok để tí kiểm tra lại min là 5 này là 6.4 5.0 8.9 thì min là 5 rồi hiểu function mình làm sai mà biểu làm sao nó có được tại vì thay đổi cái này thành cái gì có chữ c vô nè đúng rồi chữ này nó không 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 thấy là đúng rồi đúng chưa mình đổi bên kia mà mình quên fn.min rồi ok rồi mình gọi tiếp một cái phương thức nữa mình sử dụng một cái phương thức nữa mà trong này yêu cầu là phương thức gì match nè xây dựng cái x poly nè chấm min chấm match nè cho nên là thầy xây dựng riêng nè được chưa được không xây dựng x poly chấm min chấm match thì thầy xây dựng không phải x poly mà là gì rồi bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm là mát thì mát chỗ này mình cũng để m bằng 0 chỗ này thầy không có for kiểu này nữa mà thầy sẽ for int y bằng mấy mấy em bằng mấy bằng mấy một ha tại vì x không là mình lấy rồi mình chỉ cần duyệt từ một thôi duyệt từ không làm gì nữa y này sẽ nhỏ hơn cái gì a chấm không có á x chấm len cái này nó không phải là mảng nó là chuỗi à, nó là danh sách nó là danh sách cho nên là x chấm len chấm phẩy y cộng cộng nếu như m mà nhỏ hơn chỗ này không có a mà x chấm get à không có thấy không nó là danh sách được chưa cái này đối với cái x của chúng ta nó là danh sách cho nên chúng ta duyệt ở đây theo cái dạng là mảng nó sẽ không được nếu mà theo mảng thì mình là get y đúng không get tại phần tử thứ y nhưng mà ở đây chúng ta không có chúng ta thử duyệt theo danh sách y đó thấy không tùy theo cái đối tượng chúng ta khai báo mà chúng ta sử dụng rồi cái này là phần tử thứ y nếu như
mà m nhỏ hơn phần tử thứ y thì gán m bằng phần tử thứ y, là mình đang đi tìm max. Max giả sử mình cho là bằng x0. Nếu trong trường hợp m mà nhỏ hơn x0, max mà là nhỏ hơn một phần tử trong mảng thì không đúng rồi, thì mình đảo nó đi, đổi nó đi. Và bên này mình sẽ tìm max, bên này mình sẽ tìm max. Max là 6.4, tổng là 16.3, min là 5, max là 8.9, được không? Rồi gì nữa? Bài 3 truyền vào một chuỗi ký khoa từng ký tự. Thì ở đây người ta hướng dẫn mình là gì? Người ta hướng dẫn gì? Chia cái chuỗi đó ra. Chia bằng cái gì? Bằng khoảng cách. Ví dụ như nhập vô là Nguyễn Văn Tèo thì chia ra Nguyễn Văn Tèo là ba cái từ riêng. Và ba từ đó sẽ được nằm trong cái mảng. Thấy người ta khai báo mảng không? Nè, người khai báo string mở đóng ngoặc vuông này là mảng string nè. Thấy quen không ta? Hả? Chú ý lên bảng đi đã. Rồi duyệt mảng ra. Lấy ký tự đầu tiên, từ thứ y lấy ký tự đầu tiên viết khoa lên. Ký tự đầu tiên lấy giá trị đầu tiên viết khoa nó lên. Cắt nó đi. Rồi nối lại. Nối mảng lại. Rồi mình chạy cái này và mình demo dần dần nè. Demo dần dần cho các bạn thấy nha. Debug nha. Như vậy bên này mình sẽ viết một cái function. Mình sẽ viết một cái function public static, và function này của mình là upto fetcher, trả về kiểu string, và đầu vào của mình là một chuỗi. Rồi trả về cái đi cho nó khỏi lỗi. Rồi bây giờ mình làm gì đây? Trước tiên là mình tách cái chuỗi này ra thành một mảng các cái từ string, mảng array s đi, bằng s chấm slip với cái khoảng cách là cái chỗ mà tách là khoảng trắng. Nhớ chỗ này không? Về chuỗi bài 6 đúng không? Chuỗi và biểu thức chính quy, nhớ không? Cái gì hỏi nghe nó cũng lạ cho người ta. Bài 6 chuỗi và biểu thức chính quy. Rồi tách ra. Được chưa? Bây giờ với một cái mảng a r r s
thứ một này nè, thứ y này nè, thì chúng ta có ký tự đầu tiên. Ví dụ chúng ta có thứ một đi, ký tự đầu tiên, ký tự đầu tiên làm sao để chúng ta lấy ký tự đầu tiên đây? Xa không, đây là ký tự đầu tiên nè, lấy ký tự đầu tiên và biến ký tự đầu tiên này, ký tự đầu tiên đó, đây là mình lấy ký tự đầu tiên, mình xuất ra thử coi. Bây giờ mình xuất những ký tự đầu tiên ra thôi, thử xem được nó là sao nha. For string string ss trong cái mảng s, rồi xuất ra ký tự đầu tiên s s chấm ss này là một chuỗi. Ký tự đầu tiên, rồi mình xuất ký tự đầu tiên ra thôi. Bây giờ tấm chỗ này chúng ta sẽ function chấm up to, function chấm gì đây quên rồi, to up, to up hết cha của đây. Thử xuất cái này ra, nó có xuất ra chữ TQB không nha, coi được nó xuất ra được chữ TQB không. Rồi xuất ra được ba chữ TQB, mình lấy được ba ký tự đầu tiên rồi đó. Rồi làm gì nữa? Chỗ này người ta hướng dẫn lấy được ba ký tự đầu tiên rồi nè, rồi làm gì? Up to key đó, up to key, lấy ký tự đầu tiên up to key, chúng ta dùng cái string để chọn up. Chúng ta có ký tự đầu tiên rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết hoa cái từ đó lên. Đây là character, viết hoa lên. Hôm trước mình học cái gì ta, mình học cái 6 đúng không? Nếu không nhớ mình quay trở lại cái slide 6, slide 6 của mình, chuỗi và biểu thức chính quy. Mình muốn rút hoa một ký tự thì các bạn sẽ đây các cái hàm liên quan nè, đổi chữ hoa thành chữ thường, uppercase lower đó, chúng ta đổi chữ hoa thành chữ thường. Mình có được ký tự đầu tiên,
value of in. Không chấm true case chấm phẩy đây coi bên này hướng dẫn. Mình lấy cái ký tự đầu tiên được rồi nè. Mình dùng character để mình lấy được ký tự đầu tiên của từng từ mình mới in ra đó. Và mình lấy một cái chuỗi khác bằng FK. Rồi ok. Mình lấy một cái chuỗi khác. Chuỗi S2 bằng mình sẽ xuất cái này ra coi thử nó có viết hoa lên không nha. Mình sẽ xuất cái S2 ra. Rồi mình coi thử nó có viết hoa cái S2 của mình lên không. Rồi nó viết hoa ba ký tự đó lên rồi đó. Viết hoa. Đây. SS là gì? Là mình lấy ra chữ Trần nè, lấy ra chữ Quang này, lấy ra chữ Bình nè, là SS. Được chưa? Mình duyệt qua cái mảng họ và tên nè. Sau đó mình lấy ra từng từ. Và sau đó là mình lấy ra ký tự đầu tiên. Và chuyển ký tự đầu tiên đó thành chữ hoa. Như vậy nguyên cái đoạn này nè, mình đã biến ký tự đầu tiên thành chữ hoa nè. Được không? Nó có cái gì nè? Có thứ nhất là string value of, tức là lấy giá trị. Cái này là chữ, cái này là mình đã lấy ra được chữ T bình thường nè. Cái ss.cha0, cha0, cha@0, tức là ký tự thứ nhất của từ từ Trần là chữ T. Cái này là mình lấy ra được chữ T thường nè. Rồi sau đó mình chọn to up key, tức là biến cái chữ đó thành chữ hoa. Đó, bây giờ làm sao mình gắn cái chữ T này vào là được. Gắn cái chữ T hoa đó vào là được. Làm sao gắn vô đây? Mình coi thử trong cái hàm này nó có cái gì để thay thế không. Đó, mình coi thử có gì đâu. Những cái hàm mà liên quan nè. Tìm, xuất hiện, tìm, so sánh, kiểm tra, viết hoa, viết thường, lấy chuỗi con, lấy, tìm kiếm và thay thế, tìm kiếm và thay thế, tách chuỗi. Rồi trong bài này người ta hướng dẫn mình làm sao nối lại đây. Trong bài nó có cái chỗ nối lại nè. Như vậy trong này người ta cho mình cái chỗ để nối lại nè. Cái từ thứ y đó lấy ký tự đầu tiên mà mình mới lấy xong ở trên này nè, cộng với chia chuỗi con, chỗ này là chia chuỗi con, substring. Substring là chia chuỗi con. Bây giờ mình dùng substring để mình chia ra thử nha. Thứ nhất là cái ký tự mình viết qua là mình mới làm S2 để đó. Bây giờ mình sẽ có một cái string S3 bằng ss chấm
substring một, coi thử nó ra cái gì. Bây mình xuất cái S3 này ra coi ra cái gì. Nó mình làm từ từ thôi. Xuất S3 coi nó ra cái gì. Này, thấy không? Mình cắt cái chuỗi này ra. Chữ trần cắt quang bình. Ký tự đầu tiên mình lấy ra mình viết hoa được rồi nè. Mình cắt cái phần sau được rồi nè. Bây giờ nhiệm vụ của mình là làm gì? Nối lại. Nhiệm vụ của mình bây giờ là nối lại. Nối lại S4 bằng S2 cộng S3 là ra S4. S2 cộng S3 là ra S4. Thấy ra chữ Trần Quang Bình có 3 ký tự đầu tiên viết hoa chưa? Rồi bây giờ tiếp tục nối các cái từ này lại. S5 S5 sẽ bằng nối lại. Người ta lại cho mình một phương thức khác của chuỗi để nối. Chon nối các từ bằng dấu dấu khoảng cách. Chon chấm nối các từ, nối cái gì? Nối khoảng cách của cái array này. Nối khoảng cách của cái array này. Nhưng mà mình cái array này bị mình phá mất tiêu rồi. Thực ra đó là các từ này nè, các từ S4 này nè. Như vậy sau khi mà mình thay đổi, mình làm sao đó để mình đưa cái S4 này trở lại cái array mới được. Mình phải đưa cái S4 này trở lại array mới được. Mình dùng for add không được, đúng không? Nhiều for add có vẻ không ổn. Mình đưa S4 trở lại array mới được. Còn không thì mình làm cái gì mấy em? Tạo một cái danh sách mới, tạo một cái mảng mới. Tạo một cái mảng mới. String. Tạo một cái mảng mới, bên này nó mảng mới SS John World. À nó ghép luôn. Ghép luôn. Rồi, bây giờ thôi ghép kiểu này. Mình đừng có tách ra nhiều cái chuỗi quá, nó khó. Bây giờ mình dùng for thuần túy đi, mình đừng dùng for add nữa. Thì chỗ này chúng ta sẽ for để có chỉ số, chỉ một int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn arrs chấm len chấm phẩy y cộng cộng. Rồi y cộng cộng mình đổi luôn ngang SS SS này chúng ta sẽ thay thế bằng chỗ này, chúng ta sẽ thay thế bằng ARRS thứ
y sẽ bằng arr s thứ y chấm, được rồi, chấm gì đây, chấm cha arch không chấm tu string chấm value of nữa, string chấm value of chấm to catch. Rồi cái này là ký tự đầu tiên nè, cái này là chúng ta đang lấy ký tự đầu tiên nè. Đó, cái mà chúng ta đang làm là lấy ký tự đầu tiên viết hoa lên nè, cộng với ký tự tiếp theo, những ký tự tiếp theo là ARRS thứ y chấm substring 1. Rồi, ok. Được chưa? SS này không cần nữa, mấy cái này không cần nữa. Đó, chúng ta làm một lần vậy thôi. Rồi, xong. Sau đó, sau khi mà chúng ta làm hết, biến hết mấy ký tự đó thành ký tự hoa rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái string, string.tron. Nháy kép ARRS. Rồi, ok, thế là xong. Đó, nãy giờ chúng ta làm từ từ từng thành phần cho các bạn dễ thấy đó. Rồi, sau khi mà chúng ta làm từng cái chỗ này nè, bắt đầu mình ghép lại. Như vậy thì khi mà mình đã return rồi, thì bên này mình sẽ dùng cái lệnh xuất để xuất ra. Đó, dùng cái lệnh xuất để xuất ra. Trần Quang Bình chưa được ta. Rồi mình chạy demo đi ha. Chạy demo để coi thử sao mà nó chưa được đây. Hả? Chỗ này ha. Ừ. Tự nhiên tu lâu à. Tu up bờ không up mà lâu à. Chơi kỳ quá. Up bờ. Rồi xong. Đó. Ví dụ như chỗ này mình đưa vô một cái câu dài hơn. Ví dụ chỗ này mình đưa vô cái câu dài hơn. Mình không đưa vô một câu mà mình sẽ là gì? Scan bằng new scan. Họ tên bằng scan.net line chấm phẩy nhập vào một chuỗi s bằng scan. Chuỗi H
nhập vào một chuỗi. Rồi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi, nói lại cái code nha, hơi bị dài, hơi bị dài, rất là nhiều vấn đề khác nhau. Thứ nhất, cái này để làm gì? Dòng số 40 để làm gì? Dòng số 40 để làm gì? Mình nhập vô là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dòng số 40 nó sẽ giúp mình tách nguyên cái chuỗi đó ra thành gì? Thành một cái mảng có chữ cộng riêng, chữ hòa riêng, chữ xã riêng. Đó, như vậy cái mảng đó là cái mảng ARRS. Nó tách ra. Bây giờ thầy chạy debug cho các bạn thấy nha. Nó có cái hay của chạy debug nè. Run debug file. Control Shift F5. Thấy cái bảng này nó hiện lên không? Cái bảng này hồi nãy bình thường đâu có đâu. Thì ra. Rồi. Bữa nay mình nhập vào một chuỗi. Trường cao đẳng FPT. Rồi, ok. Trường cao đẳng FPT. Enter một cái. Nó chạy vô đây. Mình đặt cái dấu tích ở đâu thì nó chạy vô ở đó. Tại chỗ này nó có cái biến S có giá trị là trường cao đẳng FPT. Thấy không? Thấy không? Thấy. Rồi, trên này nó hướng dẫn mình nhấn F8 để đi qua lệnh tiếp theo. Cái lệnh này nó đang có dấu xanh, tức là nó chưa làm nhé. Lệnh này chưa làm. Cho nên cái biến mà ARRS này là chưa có, chưa có khởi tạo. Nhìn thì bắt đi cái đã. Rồi, bấm vô đây F8 nha. Sau khi chạy cái lệnh này xong thì nó xuất hiện cái ARRS. Kéo ra ARRS0 trường cao đẳng FPT. Mình thấy rõ không? Rồi, tách ra. Bây giờ đến đây, nếu như mình muốn, mình có thể thêm cái biến ARRSLAN này nè, coi nó là bằng mấy. Thấy bằng mấy không? Mình bôi đen mình thấy nó bằng mấy. Số 4, nhỏ xíu ở chỗ đó. Số 4. Mình bôi đen là mình thấy số 4. Y này bằng mấy? Bôi đen là mình thấy ha. Rồi, ok, tiếp, nhấn F8 tiếp. Nó nhảy xuống. Bây giờ mình sẽ thử từng cái nè. ARR thứ Y nó báo cho mình chữ trường. Thấy được không? Mấy bạn ngồi gần gần chắc thấy. Rồi, thêm cái nữa. ARR thứ Y chặt 0 nó báo cho mình chữ T. Hoặc nếu cần, các bạn sẽ bấm chọn vào đây và các bạn bấm vô đây. Thêm cái giá trị để kiểm chứng. Thấy không? Trường. Rồi, thêm đến đây. Add vô tiếp. Thấy nó ra cho mình chữ chữ T. Mình chạy đi bắt mà. Rồi, không thấy cầm ghế lên trên này ngồi đi cho thấy. Bạn nào không thấy cầm ghế lên. Ngồi gần gần cái máy chiếu đó. Rồi không, tắt bớt cái đèn phía trên đi mấy em. Tắt hai đèn luôn đi. Thấy không? Rồi, như vậy mình đi bắt ha. Mình thấy chữ trường nè, thấy chữ T nè. Bây giờ mình muốn thấy gì nữa? Mình muốn thấy cái string value of to upscale. Mình muốn thấy cái này nữa. Thấy nó biến thành chữ T hoa không? Rồi, mình muốn thấy cái này nữa. Nó lấy cái phần R U Ơ Ngờ Ương Rương
Như vậy là những cái thành phần nhỏ 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 mình đã tự tách ra để mình nhìn thấy giá trị của nó rồi đó. Như vậy sau khi mà kết thúc lại hai cái này mà nối lại với nhau, hai cái này mà nối lại với nhau à, dấu cộng dấu chấm phẩy quên. Rồi, ra chữ trường chưa? Cái này chữ trường. Rồi sau đó tách ra một ký tự. Rồi viết khoa nó lên. Rồi lấy cái phần đuôi. Rồi ghép lại. Được không? Được không? Tương tự. Mình chạy tiếp. Chữ trường. Rồi, chạy tiếp. Chữ cao. Chạy tiếp. Đẳng. Chạy tiếp. FPT. Quay trở lên. Y bằng mấy? Y bằng 3. Lên bằng mấy? Lên bằng 4. Chạy tiếp. Bởi vì cộng lên một cái nữa là 4 rồi, cho nên thoát. Khi mà nó thoát rồi thì những giá trị bên trong này không còn nữa. Ví dụ như là cái này không còn nữa thì nó báo là không có hiểu cái biến này nữa ha, không hiểu biến này nữa, bởi vì y của mình biến mất rồi, bây giờ đâu còn y đâu. Cho nên mình nói là ARR thứ y nó chịu, ARRS thì nó biết đó, nhưng mà ARRS thứ y là nó chịu. Y là mấy? Đâu có y đâu, biến mất rồi. Rồi cho nên nó báo lỗi ha. Và cái câu bình thường của mình là câu đầu vào nè, trường cao đẳng FPT. Đầu ra của mình là một cái mảng nè. Đầu ra của mình là một cái mảng nè. Như vậy thì mình có thể thử kiểm tra cái này. Đó, kiểm tra cái này, cái hàm John này nè. Thì mình bôi đen cái, ở phía trên nó có cái tiếp nhỏ nhỏ màu vàng đó. Là nó nối lại sẵn cho mình rồi, trường cao đẳng FPT viết khoa đó. Thấy không? Trường cao đẳng FPT viết khoa. Và tất nhiên hết 8 lần nữa thì kết thúc và nó system out, nó ra đây. Đó là debug. Như vậy sau này các bạn chạy chương trình, các bạn có thể dùng debug để các bạn biết được là các biến của mình nó chạy với cái giá trị mình thấy là nó như thế nào. Được không? Hello, được không? Ổn không? Giá trị của từng từng lệnh một. Rồi xong, còn gì nữa không? Viết chương trình sử dụng các phương thức tiện ích đã xây dựng trong lớp Equally. Nãy giờ là mình viết rồi đó. Đây nè. Rồi, tiếp tục. Thế rồi, xây dựng tam giác. Nhập xác định kiểu tam giác. Cái này quen không ta? Này quen không? Này giống bên C nè đúng không? Thôi để cho các bạn làm bước. Thầy làm hết.